quý vị, vào sáng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5, Quốc hội lắng nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Trước tình hình thực tế, Luật Công an Nhân dân năm 2018 chưa bảo đảm tương quan với quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động tại Bộ Luật Lao động năm 2012 gắn với đặc thù của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nhân dân nói riêng. Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp. Bên cạnh đó, hiện nay, Luật Công an Nhân dân mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm, cao nhất là cấp tướng. Còn các vị trí khác chưa được quy định hoặc mới quy định trên cơ sở nguyên tắc nên thực tiễn thi hành luật gặp khó khăn vướng mắc. Thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật Công an Nhân dân, Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng đến nay đã đủ điều kiện chín muồi để báo cáo và trình Quốc hội về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Đa số ý kiến trong Ủy ban thống nhất các quy định trong dự thảo luật cơ bản đảm bảo tính khả thi, bảo đảm tính tương quan về độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Dự thảo gồm hai điều: điều 1 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân và điều 2 hiệu lực thi hành với những nội dung cơ bản sau đây: sửa đổi bổ sung khoản 4 điều 22, bổ sung khoản 1 điều 23, sửa đổi bổ sung các điểm B, D, E khoản 1, khoản 2 và khoản 4 điều 25, sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 30, sửa đổi bổ sung khoản 3 khoản 4 điều 30. Dự kiến chiều 21 tháng 6, Quốc hội khóa 15 biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, tôi xin trình bày tóm tắt tờ trình Quốc hội số 146 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân như sau. Một là về sự cần thiết ban hành luật. Thực hiện kết luận số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và đề án số 292 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng xây dựng chương trình pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 2021-2026. Chính phủ đã giao Bộ Công an tiến hành tổng kết rà soát Luật Công an Nhân dân năm 2018. Kết quả tổng kết rà soát cho thấy quá trình thi hành luật đã bộc lộ một số khó khăn vướng mắc chưa phù hợp với thực tiễn công tác công an, cụ thể như sau. Thứ nhất, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an chưa phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019 và thực tiễn thi hành nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân. Thứ hai, Luật Công an Nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí để thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước niên hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập. Thứ ba, quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân chưa phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị trong Công an Nhân dân. Mặt khác, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Chính trị có chỉ đạo xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an Nhân dân và pháp luật có liên quan, nhất là Luật Công an Nhân dân sửa đổi. Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân là cần thiết. Thứ hai, mục tiêu quan điểm chỉ đạo xây dựng luật. Việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích sau: thể chế hóa nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu dẹp dần khoảng cách
về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung, đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Công an Nhân dân năm 2018. Để đạt mục tiêu trên, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật là đảm bảo tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo lực lượng Công an Nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Việc xây dựng dự án luật phải dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành Luật Công an Nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế thừa các quy định còn phù hợp, bổ sung các quy định mới và sửa đổi các quy định vướng mắc để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ba là trong quá trình xây dựng luật, thực hiện quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã giao Bộ Công an tiến hành xây dựng hồ sơ dự án luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thẩm tra sơ bộ tại phiên họp mở rộng tháng 3 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 21 tháng 3 năm 2023 và Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội thẩm tra chính thức tháng 5 năm 2023. Bốn là bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo luật. Dự thảo luật gồm có hai điều: điều 1 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân và điều 2 là hiệu lực thi hành. Cụ thể là điều 1 sửa đổi một số khoản tại 5 trên 46 điều của Luật Công an Nhân dân năm 2018 gồm các điều 22, 23, 25, 30 và điều 42. Trong đó, điều 22 sửa đổi bổ sung khoản 4 theo hướng thời hạn xét thăng bậc hàm từ đại tá đến thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Điều 23 bổ sung nội dung khoản 1 theo hướng bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Điều 25 sửa đổi bổ sung một số điều tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 theo hướng bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an Nhân dân gồm: một vị trí có cấp hàm cấp tướng là thượng tướng, 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng, quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá. Điều 30 sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 theo hướng tăng tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an, nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi, tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan, riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi, nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an Nhân dân trong trường hợp đặc biệt. Thời gian tăng tuổi theo lộ trình, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ, riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam và dưới 55 tuổi với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên. Để đảm bảo phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ đề nghị thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất là bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 nhưng không áp dụng đối với những trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày luật này có hiệu lực thi hành và giao cho Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. Điều 42 sửa đổi bổ sung khoản 2 theo hướng Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với công nhân công an. Điều 2 dự thảo luật quy định về hiệu lực thi hành. Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Chính phủ xin kính trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Khoảng 1 điều 1. Cũng trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay, Quốc hội lắng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Điều này nhằm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành các luật hiện hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc thiếu thông tin nơi sinh trong hộ chiếu nói riêng, giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung đã ảnh hưởng đến hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam vào các nước thuộc khối Schengen, hiệp ước về tự do đi lại hầu hết ở các nước châu Âu. Để khắc phục tình trạng này, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam và giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét quyết định việc sửa đổi khoản 3, điều 6 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nhất trí với tờ trình, Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng điều này bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh vào các nước trên thế giới. Đối với luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định tại các điều 7 và 9 để nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Sửa đổi bổ sung quy định tại điều 19A để mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với quy định thị thực điện tử có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây, đồng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, người nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm xúc tiến đầu tư. Dự kiến chiều ngày 2 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về hai luật này.